Xin kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay Trường có về một số đồ đồng xưa và để giao lưu được giao lưu với cô chú anh chị. Thì chúc cô chú anh chị được một ngày mới, được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì mã số 1 đầu tiên là mã số 1C. Đây một cái ấm trà tiểu nhị nha cô chú anh chị. Bây giờ chất liệu là bằng đồng. Hàng còn lành lặn với cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là 35. Chiều dài là 31. Cân nặng là 1,8 kg. Hàng còn lành lặn của chú anh chị. Đây. Hàng còn lành lặn qua liên lạc nhé. Rồi mã số 1C. Trường giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu mốt. 2 triệu mốt là mã số 1C. Một ấm trà tiểu nhị. Rồi mã số 2. Mã số 2C. Đây là một cặp sư tử rất là quyền lực và mạnh mẽ. Đây là một chú tể gừng xanh nha cô chú anh chị. Đây mã số 2C. Rồi chiều cao là 13, chiều dài là 23, cân nặng của một con sư tử là 850 g, hai con là 1,7 kg, hai con là 1,7 kg cô chú anh chị. Hai con lành lặn và liên lạc nha, chất liệu là bằng đồng. Rồi trường giao lưu cô chú anh chị là một cặp là 1,2 triệu, triệu bo đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Mã số 3C. Đây là một cái cà mên để mình nấu cháo cho em bé hay là làm gì đó cô chú anh chị. Mã số 3C. Rồi. Chiều cao là 77 cm. Là 7 phân á. Chiều dài là 25. Cân nặng của mã số 3C là 650 g. Hàng còn lành lặn của chú chị, chất liệu là bằng đồng nha. Hàng này là cũng đồ xưa á, của ông bà mình ngày xưa á. Thì chiều giao lưu của chú chị là mã số 3C là 800.000 đồng. Chiều bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 4C là một mẹ Quan Âm cứu nhân độ thế đứng trên một con rồng. Đây chiều quay sơ lược bộ vòng nha. Rồi chiều cao là 29. Chiều chiều ngang của con rồng của mẹ đứng là 11. Cân nặng của mã số 4C là 1,9 kg yếu, mình tính kilo 850 thôi. Hàng còn lành lặn và liền lạc nha, chất liệu là bằng đồng của chú anh chị. Là chiều giao lưu mẹ Quan Âm này á, là 1,6 triệu, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Rồi mã số 5C là một chú tiểu. Một chú tiểu, đây là một cái sông Trầm nha, sông Trầm chú tiểu nha, lắc kê bạc. Đây. Rồi chiều cao là 17. Chu vi của sông Trầm mà chú tiểu ngồi á là 31. Cân nặng là 750 g. Đây, cái sông Trầm đây. Hàng còn lành lặn qua liên lạc của chú chị, một chú tiểu là sông Trầm. Rồi mã số 5C này trường giao lưu của chú anh chị là 1,2 triệu đồng, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi mã số 6C là một bức thuyền rồng thuận buồm xuôi gió. Bức thuyền rồng thuận buồm xuôi gió của chú anh chị. Đây. Rồi. Chiều cao là 20. Chiều dài từ miệng rồng đến đuôi con rồng là 22. Cân nặng là 1,5 kg. Cân nặng là 1,5 kg nha. Mã số 6C là chiều giao lưu của chú anh chị là 1,2 triệu đồng.
trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô anh chị, bao lành lặn của chú anh chị nha. Rồi mã số 7C là một sông trầm cá chép hóa rồng, lắc kê bạc một cặp nha cô chú anh chị. Cái này là một cặp sông trầm cá chép hóa rồng lắc kê bạc đây. Rồi trường quay sơ lược một vòng, chiều cao là 23, chu vi của bụng bụng cá chép nha là 25, cân nặng của một con là 1 kg 150, gần 1 kg 2 mình tính 1 kg 150 thôi. Đây bên trong nè, bên ngoài đó, bên trong đây, bên ngoài hai con lanh lắng và liên lạc của chú anh chị. Rồi mã số 7C này chiều giao lưu cô chú anh chị là 2,5 triệu một cặp, 2,5 triệu một cặp cô chú anh chị. Rồi mã số 8C là một cặp công chất liệu là bằng đồng, một cặp công chất liệu là bằng đồng đây. Rồi trường quay sơ lược rồi trường đo thông số cho cô chú anh chị được rõ nha. Chiều cao là 33, chiều ngang của đuôi cong á là 14, cân nặng là 2,1 kg một con, hàng còn lạnh lặn và liên lạc của chú anh chị. Rồi mã số 8C này trường giao lưu một cặp là 3,5 triệu, 3,5 triệu đồng. Trường bao đánh bóng và bao liên lạc cho cô chú anh chị và bao phí ship luôn. Rồi trường sưu tầm về một cái chảo mini, chảo bằng đồng của chú anh chị. Đây chất liệu là bằng đồng. Đây chảo mini. Rồi chiều ngang hai quai chảo là 20. Miệng chảo là 16 năm. Rồi cân nặng là 1,5 lạng. Trường giao lưu cô chú anh chị là 500.000 đồng. Mã số 9C, hàng còn lạnh lặn và liên lạc nha. Trường bao đánh bóng và bao phí ship cho cô chú anh chị. Số điện thoại của trường 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Đây mã số 10C, hôm trước trường về cũng là một cặp ngọc ha. Cặp ngọc, dòng ngọc thạch đó, mã số 10C thì hàng này còn lành lặn qua liên lạc nha. Rồi trường cũng giao lưu rồi, hôm nay trường về thêm một cặp nữa thì cô chú anh chị xem. Rồi chiều ngang là 9 phân, chiều cao là 2 phân, lọt lòng là 6,5 phân. Đây 6,5 phân. Rồi để chiều đo cái thứ hai nha, chiều ngang cũng là 9 phân, lọt lòng là 7 phân, cái này nó rộng hơn. Còn bề dày của nó là 1,8 phân, 1,8 phân của chú chị, cái kia thì nó dày hơn. Đó, thì chiều giao lưu mỗi cái là 500 ngàn. 500 ngàn mã số 10C một cái là 500 ngàn của chú anh chị. Rồi mã số 11C. Đây là một cặp đèn pha lê. Đây. Đèn pha lê chất liệu sơn là sơn tĩnh điện của chú anh chị. Một cặp đèn dầu hình trái tim rất là dễ thương và xinh xắn. Hàng nội địa, sơn là sơn tĩnh điện, màu pha lê, hàng còn sử dụng được đàng hoàng của chú anh chị. Mình còn tim đèn này kia luôn á, cao là 34, ngang của bụng bình là 15. Đây bụng bình hình trái tim,
Đây chị dở bên trong cho cô chú anh chị nha. Coi nha. Đây hèn mình còn xài bình thường nha. Mình lên xuống bình thường, mình đổ dầu vô đây vô bụng bình đó là mình đốt lên thôi, mình thắp đèn lên thôi. Đó. Lửa gà còn dặn bình thường cô chú anh chị. Sơn của cái ống đèn và cái bình cái bụng đèn á là sơn tĩnh điện là nha cô chú anh chị. Đó. Rồi. Đây. Rồi mã số 11C trường giao lưu của chú anh chị là 3 triệu 8 một cặp. 3 triệu 8 một cặp của chú anh chị. Mã số 11C. Mã số 12C. Đây là trường có 3 cái thao. À, 3 cái thao. Đây. Cái này hoa văn đó là một chú một tiểu đồng cỡ trên lưng kỳ lân. Đây cũng giống nhau, một tiểu đồng cỡ trên lưng kỳ lân. Đó. Hàng là còn lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Còn một cái thao này là thao trơn. Thao trơn của chú anh chị. Mình không có hoa văn. Hàng còn lành lặn và liền lạc. Rồi để chừng cân trọng lượng của mỗi cái thao nha. Một cái thao trơn là 1 kg. Chiều cao là 12. Chiều rộng của miệng thao và hai dành bên ngoài là 38. Lọt lòng là 33. Đó. Rồi đây đó hết chừng. Căng cái thao này nó đi. Rồi cái thao này là có 700 gram thôi nha cô chú anh chị. Cái thao có hoa văn là 700 gram. Chiều rộng cũng là 38. Lọt lòng là 33. Chiều cao cũng là 12. Đó. Thị trường có 3 cái thao. Chất liệu là bằng đồng, mã số là 12C. Mỗi cái thao nó có cái mỗi cái thao là nó có cái hình dáng khác nhau nha. Mấy cái kia thì nó có cái hoa văn. Cái này cũng 700 gram cô chú anh chị. Rồi mỗi một cái thao như vậy trường giao lưu của chú anh chị là 1 triệu. Trường bao đánh bóng và bao phí ship, mã số 12C. Trường bao là lặn cho cô chú anh chị. Mã số 13C. Đây. Mã số 13C là một bàn ủi con gà. Ngày xưa của ông bà mình đó hay ủi đồ này kia, bỏ than rồi vô. Thì hôm trước trường có một cái bàn ủi cũng con gà, nhưng mà hai bên này là có hình con rồng, nhưng mà bàn ủi này là bàn ủi trơn. À, tay cầm là tay cầm của gỗ nha cô chú anh chị. Còn tất cả là chất liệu là bằng đồng hết. Rồi chiều cao từ tay cầm cán gỗ xuống dưới đế bằng ủi là 23. Chiều dài của đế bằng ủi là 26. Chiều dài của đáy bằng ủi là cũng là 26 luôn. Đây hàng còn lành lặn và liền lạc của chú anh chị. Mình về mình sử dụng được cũng bình thường nha. Đây còn không mình trưng bày hàng chuẩn đồ xưa. Đây đế đây, hàng còn lành lặn nha cô chú anh chị. Rồi trường căng một cái bằng ủi thôi, nó nặng bao nhiêu, 7 kg nha cô chú anh chị. Bằng ủi này nặng 7 kg. Trường giao lưu cô chú anh chị mã số 13C là 4 triệu. Trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Thì hôm nay trường cũng có về hai cây gậy. Đó, hai cái gậy, một cây là hình đầu một con ngựa, một cây là hình một con chim bồ câu. Hai con lạnh lặn qua liên lạc nha. Đây. Đó. Cái này là cái đầu này mình tháo ra được nha cô chú anh chị. Mình tháo mình có thể mình thay đổi cái gỗ hay cái gì đó thì tùy sở thích của mọi người. Đây thấy không? Mình tháo ra được bình thường. Đó, hàng còn lành lặn và liên lạc nha. Rồi mã số 14C. Trường đo chiều dài.
Chiều dài là 96 đó. Chiều ngang của con bồ câu là 15 đó. Thì cân nặng của một cây gậy là 650 gram, 650 gram với cô chú anh chị. Rồi trường giao lưu cô chú anh chị là 850 ngàn. Đó, trường giao lưu cô chú 850 ngàn, mã số 14C, một cây gậy là 850 ngàn. Rồi mã số 15C đó là một Đức Mẹ Ẩm Chúa Giêsu, một Đức Mẹ Ẩm Chúa Giêsu, chất liệu là bằng đồng, hàng cũng lành lặn và liền lạc. Trường quay sơ một vòng cho cô chú anh chị được rõ nha. Rồi trường đo thông số. Chiều cao là 41. Chu vi của Đức Mẹ đứng đế 40. Cân nặng là 3,4 kg 50. Đó. Rồi mã số 15C này trường giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu. 3 triệu là trường bao phí ship và bao đánh bóng cho cô chú anh chị. Số điện thoại của trường là 0901 391 427, cũng là số Zalo và số Facebook của trường. Đó. Rồi mã số 16C cũng là một Đức Mẹ Ban Ơn. Đây, một Đức Mẹ Ban Ơn. Hai con lành lặn và liền lạc cô chú anh chị, chất liệu là bằng đồng. Chiều cao là 41. Chu vi hoành đế của Đức Mẹ đứng là 38. Cân nặng là 3,2 kg 2 giác. Tính 3,2 kg 2 thôi. Đây, ở dưới đế chân nè. Đó. Đó, hai con lành lặn cô chú anh chị. Không có sức mẻ cái gì hết. Rồi mã số 16 này trường cũng giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu. 3 triệu trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Mã số 17 là một ông quan công đứng trên đỉnh Thái Sơn. Đây, ông quan công đứng trên đỉnh Thái Sơn nha. Tướng rất là uy lực và hùng hồn nha. Rất có thần sắc nha. Rồi. Chiều cao là 45. Chu vi hoành đế của ông đứng á, là 64. Rồi. Hai tay của ổng á, hai tay áo của ổng á, bề rộng của hai vai á là 26. Cân nặng là 7,5 kg, gần 8 kg của chú chị, tính 7,5 kg thôi. Rồi, mã số 17C trường giao lưu của chú chị là 3 triệu 500 nghìn đồng. 3 triệu 500 nghìn đồng, trừ bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc của chú anh chị. Rồi mã số 18C là một thằng mã đứng trên núi vàng của chú anh chị. Đây, mã số 18C, cái này là đi cặp với ông quan công là hết sảy luôn, tại vì ông quan công có một con thằng mã đứng trên núi vàng luôn. Rồi chiều cao là 39. Chu vi của núi vàng của thằng mã này đứng á là 68. Rồi từ cái cùi chân á, của thằng mã là 29. Cân nặng là 5 kg. À, cân nặng là 5 kg nha cô chú anh chị. Rồi trường giao lưu cô chú anh chị mã số 18C là 3 triệu 800 nghìn đồng. 3 triệu 800 nghìn đồng trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Thì hôm nay trường cũng có về một cặp nai. Mã số 19 là một cặp nai. Rất là đẹp, rất là có hồn và thần sắc. Chi tiết là cô chú anh chị là khổ phải chê rồi. Từ cái những cái điểm nhấn của bông mai trên những con nai nè. Là cô chú anh chị khổ phải chê.
À, cô chú anh chị xem nếu cái nào không rõ thì cô chú anh chị kết kết bạn Zalo với trường, xong rồi trường sẽ quay và chụp hình gửi cô chú anh chị cho nó rõ hơn. Rồi chiều cao từ sừng con nai xuống dưới chân là 1m19, là gần 1m2 cô chú anh chị. Rồi từ mũi nai cho đến đuôi là 75, là 7 tấc rưỡi á. Rồi trường đo chu vi hoành bụng nay nha. Chu vi hoành bụng là 63. Cho anh cân thử nay cho em, lấy cái cân ra. Để cho nó nằm xuống. Coi chừng đụng với sân, xích qua đây một tí. Đụng với sân. Đứng lên được không? Cho đứng lên được không? Căng hào hào đi. Căng hào hào đi ha. Cái này chắc khoảng 20 kg thôi cô chú anh chị một con á. Đó, thì trường xích qua đây tí. Từ từ cho đứng lên thôi, đứng lên, đứng lên. Rồi đứng thử đây, đứng thử cái này thôi. Hơn 20 kg rồi cô chú anh chị. 21 kg. Rồi tính 20 kg thôi một con thôi. Rồi rất là đẹp nha, chất liệu là bằng đồng, hàng còn lành lặn và liền lạc. Rồi cặp nice mã số 19 trường Zalo cô chú anh chị là 28 triệu, trường bao đánh bóng và bao phí ship toàn quốc cô chú anh chị. Cái này mình về là mình về để mình trưng bày đồ á, phía trước cửa nhà mình á, là lọc lọc vô nhà nha cô chú chị. Tất cả trên mình mấy con một cặp nai là đều có bông mai hết. À, rất là đẹp, rất rất là quyền lực. Rồi cuối chương trình thì trường cũng xin chúc quý cô chú anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc được nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt. À, trường cũng xin rất là cảm ơn những cô chú anh chị vừa qua là gần xa đã ủng hộ trường thời gian vừa qua, thì trường rất là cảm ơn và xin tạm biệt cô chú anh chị.